về đàn áo ấm ra pha chuông. Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin gửi hàng một bác đã chuyển khoản cho em lấy đôi loa Sony kia. Đôi loa Sony đang nghe các bác. Và đôi loa Sony đó có mã là Sony 577. Và bác cần một chiếc âm ly tầm 3 triệu để ghép vào nó hết chất. Thì từ sáng đến giờ các bác có thể nhìn thấy cả một chồng âm ly. Em phải lọc mãi mới kiếm ra một con Yamaha giá 3,2 triệu để ghép ra hết chất con loa này luôn. Hết chất rồi các bác nhá. Anh xem một video này thì anh chốt luôn cho em. Cái này em phải lôi ra được nhá. Tép này như tôm và nó hợp nhau thì các bác nhìn đấy. Cái volume chỉ cần nhích lên số 1 thôi đã lớn rồi. Bát chưa vặn hết đây. Bát chưa vặn hết các bác nhá. Rất là hay. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng em ghép với nó là con Yamaha CA 400. Tặng người yêu lành giá. Hồi gỗ, xước một tí đây, không ảnh hưởng. Về cơ bản là đẹp các bác nhá. Mặt mũi không xước một vết nào. Anh xem được video này thì hãy chốt luôn để em gửi cho anh. Đây là một dàn tuyệt vời. Ở chiếc âm ly này thì còn hợp hơn cả những chiếc âm ly đắt tiền ở dưới cơ. Đánh vào đôi loa này rất hợp. Ba tép này như tôm luôn. Dòng loa Sony này có một ưu điểm là có con tép điện. Con tép điện rất lớn ở trên. Lên tiếng tép nó nảy ra rất là hay. Và con bát nó là bát 30 cân cao su. Lên tiếng bát rất là uy lực. Và một cái chung lớn. Nhớ mùa đông đến, em ngồi đàn áo ấm ra. Đây là keo khi vận chuyển. Các bạn có thể vệ sinh được bác nhá. Cái này là keo vận chuyển. Keo dán thùng xốp. Bóc ra được các bác. Em sẽ vệ sinh sạch sẽ đôi loa này cho anh. Yên tâm, đôi loa cực đẹp. Rồi, em xin dừng video tại đây. Và tất cả các bác có nhu cầu gì hãy nhắn tin cho em. Các bác cứ nhắn tin là sẽ mua được hàng. Gọi điện thì sẽ khả năng sẽ em sẽ không nhấc được máy bởi vì là em rất nhiều người gọi. Rồi, xin chào các bác ạ. Quá tuyệt vời.